Tiên tri báo trước sự thật bất ngờ. Đúng trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Kỷ Dậu, sinh 1969, có phúc, có phận, trời thương Phật độ, làm ăn trúng lớn, tiền vàng chật két, giàu có khét tiếng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thân mến, Kỷ Dậu cần nhớ không có lòng hại người thì phải có cái tâm phòng người. Bản thân mình không phải là Lý Thông, nhưng đừng để mình thành thạch sanh trong mắt người khác. Lựa chọn sống thắng, không tiểu nhân cũng chẳng mưu kế là một lựa chọn thanh cao và trong sạch. Nhưng lựa chọn quá thoáng, tính cả nể, dễ tin tưởng để khiến người khác lợi dụng công sức của bản thân thì chỉ có thể dùng hai từ mưu muội để hình dung. Người đáng thương luôn có chỗ đáng trách. Tiền nhân sư cho biết, mỗi một người sinh ra đều đã được an bài trong số mệnh, gọi là tiên thiên, nhưng không chỉ có thuận một con đường, cũng không phải là không thể thay đổi. Dẫu con người thông qua những nỗ lực hậu thiên của mình có thể cải biến vững mạnh ở một mức độ nào đó, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu đã nỗ lực một cách mù quáng thì chẳng thể thay đổi được điều lớn lao. Vậy nên chỉ có thể tận nhân sự tính thiên mệnh, dốc hết sức mình. Nhưng dân theo thiên mệnh ắt phải thuận theo thiên đạo mà hành nghĩa, là căn cứ vào những việc làm trong kiếp trước mà phân thiện ác và đức nghiệp lớn nhỏ, đối ứng thiện hữu thiện, báo ác hữu ác báo. Những biểu hiện về vững mạnh, phúc và họa, hung và cát, thọ và yểu, hết thảy đều là kết quả của nhân quả báo ứng. Do vậy tuân theo phép tắc quy luật của vũ trụ, trọng đức hướng thiện, sửa đổi lỗi lầm, tránh làm việc xấu là có thể cải mệnh mà thôi. Theo luận giải mới nhất từ bậc thầy Tử Vi hàng đầu phương Đông, tuổi Kỷ Dậu là số ít con giáp nhờ đức năng thắng số, hậu vận cực may, cực đỏ, khó ai sánh bằng. Và trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, tuổi Kỷ Dậu biết được điều này thì đã đến lúc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, phát tài giàu to. Và đặc biệt người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 được thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu thân mến, cô bác biết đấy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, lúa mì sẽ luôn là lúa mì, dù trước đó người ta tưởng nó là cỏ dại. Tôi chỉ có thể nói cho Kỷ Dậu rằng, cô bác tài giỏi, đủ giỏi và có trình độ nhiều hơn là cô bác nghĩ đó. Nhưng nếu cứ trần chờ, nếu cứ giật giờ, nếu cứ để mọi thứ hững hờ trôi, lững lờ chảy, thì thật sự sẽ chỉ là sự phí hoài. Thời gian năm này qua năm khác, tháng này qua tháng nọ, thấy chẳng có gì quá khác biệt. Nhiều khi có người nói sự giàu có không hẳn là có nhiều tiền bạc hơn, mà đôi khi đó là cô bác có ít nhu cầu hơn cho bản thân mình. Kỷ Dậu luôn là như thế, ít nhu cầu, sao cũng được, chỉ dành những điều tốt nhất cho những người họ yêu thương. Nhưng trong cái đoạn này, tôi mong cô bác sẽ thay đổi cái kiểu suy nghĩ đấy trong những năm tháng vàng quan trọng này. Mong cô bác có thể khao khát nhiều hơn, tham vọng nhiều hơn, có nhu cầu nhiều hơn, có mong mỏi nhiều hơn, để từng cái nhiều hơn đó sẽ tập trung lại trở thành động lực, thành cội nguồn cho mong muốn thay đổi, cho nỗ lực vươn lên của cô bác ở thời điểm này. Lẽ dĩ nhiên không có cũng chẳng sao, không thay đổi cũng chẳng ai ép được cô bác cả. Nhưng như thế có khi cô bác sẽ lỡ dở bức tranh đẹp ở phía bên kia của sườn đồi rồi, và nếu vậy sẽ thực sự đáng tiếc lắm thay. Người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 cầm tinh con gà. Trong số 12 con giáp, đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Kỷ Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi, cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo, siêng năng, có trách nhiệm là điểm cộng trong tính cách của những người tuổi Kỷ Dậu. Bên cạnh cạnh gia đình, sự nghiệp là ưu tiên thứ hai của họ. Với những người tuổi Kỷ Dậu, gia đình là chốn bình yên, nghỉ ngơi, thì chốn công sở phải là nơi để họ tỏa sáng, nổi bật. Sự chỉnh chu trong ăn mặc, sự thẳng thắn cộng với tài quan sát sắc bén trong công việc luôn giúp họ có xu hướng làm việc tích cực, chăm chỉ hơn những con giáp khác. Họ có khả năng tập trung cao độ vào mục tiêu mình đã đề ra và có quyết tâm hoàn thành nó một cách thông suốt. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 là người có tính tình hài hước, vui vẻ, luôn mang tới niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh.
cuộc sống dù vất vả, có nhiều bộn bề, thì bản thân vẫn lạc quan và hướng tới tương lai tươi sáng. Chính nghị lực sống phi thường đã giúp con giáp này vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch trái ngọt. Xem tử vi của người tuổi Kỷ Dậu cho biết, người tuổi Kỷ Dậu bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và là người khá sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, được bạn bè và người thân giúp đỡ. Con đường sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu khá thuận lợi, bằng phẳng, đây là người cơ trí, khéo léo, nhiệt tình, có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, Kỷ Dậu lại hay tỉ mỉ quá, cầu toàn quá, khiến cuộc sống của họ luôn phải bận bịu, vất vả. Số tuổi này có quý nhân phù trợ, cả đời phúc lộc song toàn, gần quan, gần quý, nhưng không thể dựa vào người thân, nếu có thể thúc đẩy chí hướng thì nhất định đạt danh lợi. Người tuổi Kỷ Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức, Kỷ Dậu có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần tung tiền mua sắm áo quần. Cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp, tuổi Kỷ Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân, họ thích được tâng bốc và chú ý. Kỷ Dậu nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú, họ nhất quyết chỉ làm những gì họ có làm qua hoặc cho là phải, tính thẳng thừng, nên trung thành tuyệt đối. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ, họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì. Do họ quá thật thà, thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Tuổi Kỷ Dậu thích đi xa nhà, đặc biệt đi với bạn bè, kiểu một mình ở nhà ăn cơm một mình không xong, thà đi chơi thâu đêm với một bầy bạn hỗn độn sướng hơn. Trưng diện thì có lẽ là nổi tiếng nhất xóm, nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì tuổi Kỷ Dậu lại thích cuộc sống đơn giản. Tuổi Kỷ Dậu cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn cũng không kém gì diện mạo, tất cả mới làm cho cuộc sống vuông tròn. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Kỷ Dậu hiểu rằng sự bền bỉ và trung thực là những giá trị quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự linh hoạt và khả năng thích nghi. Họ nhận ra rằng để thực sự thành công và hạnh phúc, không chỉ cần có sự ổn định mà còn phải biết cách thay đổi và cải thiện bản thân. Họ học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, từ đó mở rộng tầm nhìn và trở nên linh hoạt hơn trong cách tiếp cận vấn đề. Người tuổi Kỷ Dậu cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc hoàn thành công việc và tuân thủ nguyên tắc, mà còn là về việc trải nghiệm và học hỏi. Họ biết cách tìm niềm vui trong công việc và những điều nhỏ bé hàng ngày, đồng thời trân trọng những mối quan hệ xung quanh. Họ hiểu rằng sự bình an và hạnh phúc thực sự đến từ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, giữa trách nhiệm và sự tự do. Trong các mối quan hệ, người tuổi Kỷ Dậu luôn cố gắng duy trì sự chân thành và trung thực. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững thì cần phải có sự tin tưởng, tôn trọng và đồng cảm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ cũng là những người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng gánh vác và giúp đỡ người khác khi cần. Người tuổi Kỷ Dậu với sự kết hợp giữa sự bền bỉ và chính trực là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trên con đường dân sinh, họ không chỉ kiên định và trung thực mà còn biết cách giữ vững giá trị bản thân và vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Kỷ Dậu, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và ổn định. Người tuổi Kỷ Dậu mang mệnh phú quý ở hậu vận, càng về già sẽ càng sung túc, dù trong việc làm có gặp khổ sở, vất vả, nhưng nhờ sự nhẫn nại, nỗ lực kiên trì đến cùng mà tự tay gây dựng thành công, tự lực mà tạo nên thành quả, đạt được vô số thành tựu đáng trân trọng, tuy lâu nhưng sẽ rất bền vững. Kỷ Dậu cũng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép của tiểu nhân trong công việc, đôi khi trục chặt chuyện tiền nong, đôi khi còn dính họa thị phi khiến cuộc đời rơi vào trầm luân, bể khổ. Tuy nhiên, số mệnh đã sắp đặt thì về sau họ rồi cũng sẽ tìm được sự giàu sang, quyền thế của mình, nhờ có phúc dày, mệnh lớn mà đến một thời điểm khó khăn nhất đời người. Khi mà mọi thứ bế tắc đường cùng, những tưởng sẽ chấm hết, thì bất ngờ Kỷ Dậu sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận mà phất lên một cách rực rỡ, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại đổi đời nhanh như vậy, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào. Vậy nên dù hiện tại có thế nào, Kỷ Dậu sinh 1969 hãy tích cực tiến lên. Nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu là những người chăm chỉ,
cẩn thận, là kiểu người có trách nhiệm, có kỷ cương và vô cùng ngăn nắp, vì thế mà họ được nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, bản tính của nữ tuổi Kỷ Dậu hơi dè dặt, dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nữ tuổi Kỷ Dậu là người mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm sóc, dạy bảo con cái, đặt gia đình lên trên hết. Trung vận và hậu vận của mệnh chủ thường an nhàn, hưởng phước đức. Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu hầu hết đều là người thông minh, có tài ứng biến so với những con giáp khác. Nam tuổi Kỷ Dậu có tính cách kiên định, xông pha, không ngại khó khăn, gian khổ, mà luôn phấn đấu rèn luyện ý chí để vượt qua khó khăn. Vì trải qua nhiều sóng gió, họ tâm niệm rằng nếu mình không tự mình đứng dậy thì không ai có thể giúp đỡ họ. Là những người nói ít, làm nhiều, nghĩ đến đâu làm đến đó, nam tuổi Kỷ Dậu luôn cố gắng để mọi người thấy được kết quả của mình, chứ không phải là quá trình bước vào giai đoạn trung vận. Đa số nam mệnh tuổi này đều công thành, toại, không những kiếm được nhiều tiền, mà có những người còn có chức, có quyền, tiếng nói có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn chung, tuổi Kỷ Dậu nam mệnh có mệnh lớn, nhiều may mắn, đa số đều có cuộc sống viên mãn, thăng hoa vào giai đoạn hậu vận khiến ai cũng ngưỡng mộ. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Theo đánh giá tổng quan thì trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch, người tuổi Kỷ Dậu sẽ phải trải qua một thời điểm không mấy thuận lợi do các mối quan hệ xã giao bất ổn. Kỷ Dậu cần xem lại cách hành xử của mình chứ không nên chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh. Cục diện tương hình cho thấy bản mệnh có tính cách nhiệt tình, sôi nổi và sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng lại chưa có cách ứng xử phù hợp ở những tình huống khác nhau. Có những lúc Kỷ Dậu quá nóng nảy, nói năng không kiên nể, thậm chí gây tổn thương người khác mà đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Kẻ xấu phá hoại khiến công việc của Kỷ Dậu tiến triển không thể suôn sẻ. Chuyện làm ăn, kinh doanh cũng thường vướng phải khúc mắc, dường như hướng đi của Kỷ Dậu chưa thực sự chính xác hoặc Kỷ Dậu đang mắc phải sai lầm ở đâu đó. Đã đến lúc Kỷ Dậu hạ kia tôi của mình xuống và đừng kiêu ngạo mù quáng làm theo ý mình mà gạt bỏ lời khuyên của người khác. Trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch, bách diệt cát khí gặp hung quá cát, văn xương chủ về đường công danh, chức vụ thăng tiến, về hung vận. Tương hình chủ về đối đầu bất đồng và mâu thuẫn thái tuế nên mọi việc sẽ khó bề suôn sẻ và thuận lợi, công việc gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Theo tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện tình cảm cũng khó được đón tin vui, người độc thân chớ dội tin theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác. Trong lúc này, Kỷ Dậu không cần phải quá sốt ruột vì tình trạng hiện tại của mình, hãy tiếp tục rèn luyện bản thân và yêu thương chính mình, rồi những điều tốt đẹp sẽ tới. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu cho thấy sự nghiệp có dấu hiệu chững lại rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu là do bị kẻ tiểu nhân quấy phá, mọi người xung quanh cũng không ủng hộ, cổ vũ cách làm của bản mệnh. Tương hình cho thấy, dù Kỷ Dậu có lòng tốt sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng chưa chắc đã nhận được sự biết ơn của mọi người. Hãy xem lại cách giúp đỡ của mình, xem mình hành xử như vậy đã đúng chưa. Đừng tạo cho người khác cảm giác bạn đang ban ơn khi người khác mắc phải lỗi sai hoặc vô tình làm việc gì khiến Kỷ Dậu không hài lòng. Kỷ Dậu cũng chớ nên chỉ trích đối phương quá nặng nề. Hãy có cách nói năng và hành xử uyển chuyển hơn để không làm tổn thương thương ai mà đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không biết. Một số người không nên quá kiêu ngạo với những thành tích mà mình gặt hái được trước đó. Sự kiêu ngạo sẽ khiến Kỷ Dậu lơ là, không phát hiện ra những sai sót hiển hiện và dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Tuổi Kỷ Dậu có thể gặp khó khăn trong việc tập trung do có nhiều vướng bận và sự ảnh hưởng của cảm xúc. Người tuổi Kỷ Dậu thường có sự nhiệt huyết và mong muốn hoàn thành nhiều công việc cùng một lúc. Tuy nhiên, làm việc đa nhiệm có thể khiến bản mệnh mất tập trung và giảm chất lượng công việc. Để đảm bảo chất lượng công việc và tăng hiệu suất làm việc, bản mệnh nên tập trung hoàn thành một công việc cụ thể trước khi chuyển sang công việc khác. Điều này giúp người tuổi Kỷ Dậu tập trung tối đa năng lượng và tư duy vào một công việc, từ đó làm việc hiệu quả hơn và đạt được kết quả tốt hơn.
Những chi tiết nhỏ có thể trở thành nguyên nhân gây ra vấn đề rắc rối trong công việc của người tuổi Kỷ Dậu. Mặc dù chúng có vẻ nhỏ nhặt nhưng có tác động lớn và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Việc lưu ý và quan tâm đến những chi tiết nhỏ là rất cần thiết. Để đảm bảo sự hoàn hảo và chính xác trong công việc, bản mệnh cần đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra, kiểm soát và làm việc tỉ mỉ để đảm bảo rằng không có bất kỳ lỗi nào xảy ra. Ngoài ra, việc cẩn thận và quan tâm đến tiểu tiết cũng thể hiện sự tỉ mỉ, trách nhiệm và chuyên nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu trong công việc. Điều này có thể tạo dựng được lòng tin và sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và đối tác. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bản mệnh dành thời gian tập trung để xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết. Điều này sẽ giúp bản mệnh tránh các vấn đề không mong muốn và mang đến thành công trong công việc của mình. Tính cách hấp tấp và vội vàng trong quyết định có thể khiến người tuổi Kỷ Dậu đôi lúc lỡ miệng nói ra những lời không hay hoặc tiết lộ bí mật. Điều này có thể gây hậu quả tiêu cực cho mối quan hệ và sự tin tưởng của người khác đối với bản mệnh. Để khắc phục vấn đề này, Kỷ Dậu hãy luyện tập sự bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi nói. Hãy cân nhắc các tác động của những lời nói của mình và xem xét xem chúng có gây tổn thương hay bất lợi nào không. Đồng thời, tôn trọng và giữ kín bí mật của người khác, không tiết lộ thông tin khi chưa có sự cho phép. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh Lâm Quang vẫn sẽ đem tới ít nhiều tín hiệu tích cực cho sự nghiệp của bản mệnh, chỉ cần Kỷ Dậu tập trung vào nhiệm vụ. Khiêm tốn lắng nghe mọi người nhiều hơn và có cách hành xử lý trí linh hoạt, thì mọi khó khăn đều sẽ được giảm bớt, thậm chí Kỷ Dậu còn nhận được sự chỉ đường, dẫn lối của quý nhân. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu cho thấy rằng phương diện tài lộc cũng khó có thể đạt được sự phát triển như ý muốn. Đã đến lúc Kỷ Dậu dừng lại để đánh giá những gì mình đã và đang làm trong suốt thời gian qua. Đồng tiền chảy vào túi không được như dự kiến là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang mắc phải sai lầm ở đâu đó. Đừng tiếp tục vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Có thể những hướng đi đó không phù hợp với bạn. Hãy dành thời gian để nghĩ xem khả năng của mình thích hợp để làm những công việc gì. Nếu mắc phải sai lầm, Kỷ Dậu cũng nên dũng cảm thừa nhận chứ đừng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Nếu không khiêm tốn mà tiếp tục quy ân quan, khoác lác, thì bạn sẽ chỉ ngày càng lún sâu vào những sai lầm mà thôi. Để tránh những rủi ro và tai ương có thể xảy đến thì Kỷ Dậu cũng nên tập trung vào công việc. Đừng nghĩ tới làm những việc không chính đáng như hãm hại người khác. Nếu Kỷ Dậu làm việc xấu thì rất dễ vướng vào chuyện thị phi, thậm chí kiện cáo lao tù. Bản mệnh hãy cố gắng kiên trì với kế hoạch của mình thì sẽ đạt được một số thành công, bao gồm cả thu nhập tài chính. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng thành công không chỉ là may mắn, ngẫu nhiên, bản mệnh cần rút kinh nghiệm từ những thắng lợi nhỏ trong quá khứ và xây dựng kế hoạch cụ thể hơn cho các hoạt động của mình. Hãy xem xét những yếu tố đã đóng góp vào thành công của mình, bao gồm sự kiên nhẫn, sự tập trung vào kế hoạch cụ thể. Hãy tìm hiểu những gì đã hoạt động tốt để áp dụng chúng vào kế hoạch hiện tại và tương lai. Hãy đặt mục tiêu rõ ràng và xác định các bước cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Tiểu hao có thể tạo ra những khoản chi tiêu không mong muốn và gây ra áp lực tài chính trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch như sinh nhật, cưới xin, thăm hỏi người bệnh và các sự kiện tương tự, có thể đòi hỏi một khoản tiền không nhỏ từ người tuổi Kỷ Dậu. Tuy nhiên, để tránh tốn kém không cần thiết, hãy cân nhắc và lập kế hoạch chi tiêu một cách thông minh. Hãy xác định các mục tiêu ưu tiên và đặt ngân sách cho mỗi khoản chi. Bản mệnh có thể xem xét việc tiết kiệm và tìm cách giảm thiểu các chi tiêu không cần thiết. Nếu người tuổi Kỷ Dậu đang có ý định bắt đầu mở rộng doanh nghiệp, thì hiện tại không phải là thời điểm phù hợp. Thay vì vội vàng, hãy dành thời gian để nghiên cứu thị trường và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh. Quan trọng là bản mệnh cần tìm ra những điểm mạnh của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Từ đó tập trung phát triển và chiếm lĩnh thị trường trong một lĩnh vực cụ thể, tránh đầu tư quá nhiều tiền vào dự án ngay lúc này. Thay vào đó, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Bằng cách này, người tuổi Kỷ Dậu sẽ có được một cơ sở vững chắc và định hình rõ ràng trước khi bắt đầu kinh doanh. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Thái tuế hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo, người tuổi Kỷ Dậu cần phải cẩn thận khi lao động chân tay hoặc có việc xuất hành đi xa. Tốt nhất Kỷ Dậu không nên cố gắng làm việc hoặc điều khiển phương tiện giao thông khi đang mệt mỏi để tránh những sự cố đáng tiếc.
công việc không như ý khiến Kỷ Dậu luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Tuy nhiên, đừng vì thế mà suy nghĩ quá tiêu cực, bi quan. Đồng thời không nên mang những cảm xúc tiêu cực khi làm việc về nhà, ảnh hưởng đến hòa khí giữa các thành viên trong gia đình. Tuổi Kỷ Dậu nên học cách chia sẻ với mọi người xung quanh để cảm thấy nhẹ nhõm hơn và được giúp đỡ. Ngoài ra, chớ quên dành thời gian cho các hoạt động thể dục thể thao. Việc đó không chỉ giúp Kỷ Dậu khỏe mạnh hơn mà còn giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm, yêu đời hơn, thậm chí tạo ra cơ hội giúp bạn gặp gỡ bạn bè và quý nhân. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Theo tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu thấy rằng, phương diện tình duyên ảm đạm cũng đem tới nhiều nỗi buồn cho người tuổi Kỷ Dậu. Kỷ Dậu cảm thấy hạnh phúc dường như đang quá xa tầm tay giới của mình. Người độc thân có thể nhận được sự theo đuổi của một vài đối tượng trong thời điểm này, nhưng khả năng cao đó đều là đào hoa xấu. Kỷ Dậu chớ dội tin theo lời tán tỉnh của những kẻ mình chưa hiểu rõ. Có thể những kẻ đó tiếp cận bạn chỉ vì một mục đích xấu nào đó. Kỷ Dậu không cần thiết phải quá sốt ruột vì tình trạng hiện tại của mình. Hãy dành thời gian để chăm sóc và yêu thương bản thân hơn. Hãy làm phong phú thêm bản thân để trở thành người tốt đẹp hơn. Khi Kỷ Dậu đã phát triển thì không lo không gặp được những người phù hợp. Người có đôi có cặp cần tránh trạng thái nóng nảy, hành xử không suy nghĩ và nói những lời gây tổn thương cho người thân thiết nhất. Mọi việc đều có thể giải quyết nếu hai người bình tĩnh. Còn nóng nảy chỉ khiến mọi việc thêm lâm vào bế tắc mà thôi. Con giáp này hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ đa chiều hơn. Dù có được người ấy yêu thương, chiều chuộng đến mấy thì cũng chớ tự coi mình là trung tâm vũ trụ và bắt đối phương phải chiều theo. Điều đó kéo dài sẽ khiến nửa kia mệt mỏi đấy. Về gia đạo trong thời điểm này cũng không có gì biến động. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà đã có nhiều cải thiện. Đôi bên đã biết lắng nghe nhiều hơn. Dù vậy, mỗi thành viên vẫn cần hạ thấp cái tôi của mình, đặt bản thân vào địa vị người khác để thấu hiểu. Hãy vì gia đình, vì cái chung mà mọi người cùng đồng lòng ắt trong ấm ngoài êm. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 5 ngày cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Đầu tiên là tử vi từ ngày 22 đến ngày 26 tháng âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Tử vi từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 âm lịch đòi hỏi con giáp tuổi Kỷ Dậu nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và những người thân thiết. Ngoài ra, cũng bởi thế mà Kỷ Dậu sẽ muốn dọn dẹp lại cuộc sống của mình cho gọn gàng hơn, bớt ảnh hưởng bởi những phiền nhiễu bên ngoài. Đời sống tình cảm của tuổi Kỷ Dậu không có nhiều tiến triển, vì có thể chính bạn vẫn chưa mấy thoải mái để bước vào một mối quan hệ mới vào lúc này. Kỷ Dậu có chút e dè và phòng thủ nên khó tiến tới với ai đó. Người có đôi hãy trở thành người chủ động, chuẩn bị những bất ngờ lãng mạn dành cho đối phương. Ảnh hưởng của tiểu hao trong tử vi những ngày này nên người tuổi Kỷ Dậu thường xuyên phải chi tiền cho những việc tưởng như không quan trọng, nhưng thực ra ảnh hưởng khá nhiều tới tương lai tài chính của bạn. Kỷ Dậu nên thắt chặt chi tiêu, việc cố gắng mua nhiều món đồ giảm giá không thực sự có lợi cho cuộc sống của bạn. Thế nhưng bản mệnh đừng quá lo lắng, vì đến ngày cuối của thời điểm này với sự xuất hiện của thiên tài, nên tiền bạc sẽ lần lượt đổ về trong thời gian này. Thế nên ngay từ đầu, bản mệnh hãy chăm chỉ tìm hiểu các cách khai thác cơ hội kiếm tiền, nhất là ai đang làm công việc phụ, hãy tập trung cải thiện các kỹ năng mình còn yếu. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Mão và Tý. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Con số may mắn: 25, 76, 84 và 14. Tử vi từ ngày 27 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Tử vi 5 ngày cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu thấy rằng, bản mệnh đừng cho rằng mình cái gì cũng biết, vì điều đó chỉ đang gây thêm bất lợi cho bạn trong các cuộc hội thoại mà thôi. Ngược lại, khi bạn thể hiện sự tôn trọng, biết lắng nghe thì lại được mọi người quý mến, nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ. May mắn là có thực thần ghé thăm vào ngày đầu thời điểm này, mang lại cho bản mệnh một chút lộc lá, nhưng đừng vì thế mà bất cẩn. Hãy nên tập trung, nếu không rắc rối và căng thẳng sẽ xảy ra ngay sau đó. Thế nhưng, càng về cuối thời điểm mọi thứ lại càng an ổn, bản mệnh có thể hoàn toàn an tâm với kế hoạch của mình. Về chuyện tình cảm trong thời điểm này,
Người tuổi Kỷ Dậu độc thân thất vọng vì người mà bạn quan tâm lại không thực sự để ý tới bạn. Có thể họ đã thích một người khác. Trong khi đó, người đã có đôi có thể trải qua một khoảng thời gian sóng gió vì nửa kia của bạn là người rất dễ nổi cơn ghen. Thời gian này, tác động của dịch mã nên con giáp tuổi Kỷ Dậu khá vất vả trong việc đi lại, nhất là người đang mở rộng quy mô làm ăn phải liên tục di chuyển để khảo sát làm việc thực tế, lấy hàng vận chuyển hàng hóa. Quá trình này tốn nhiều công sức nhưng xứng đáng và mang lại cho bạn nhiều niềm vui. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tuất. Tiểu nhân là Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: tím, hồng. Con số may mắn: 19, 88, 56 và 34. Bí quyết cải mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch này: không bệnh tật, giữ gìn sức khỏe. Quỷ Cốc Tử tin rằng cơ thể là nguồn gốc của mỗi người, nhưng cách đạo đức có thể nuôi dưỡng vũ khí và tâm trí, tự nhiên có thể tạo ra nghệ thuật nữa sau cuộc đời. Muốn sống suôn sẻ thì trước hết phải có một cơ thể cường tráng, không bệnh tật, ắt không tai họa, có sức khỏe tốt còn hơn có nhiều vàng bạc, châu báu. Khi con người đến một độ tuổi nhất định, họ cảm thấy không thể theo kịp nhịp điệu trong nhiều việc và mất dần năng lượng. Trước 30 tuổi, chúng ta thưởng thức trắng đêm, cuối tuần gặp gỡ bạn bè và uống rượu thâu đêm, ngày hôm sau đi làm vẫn tràn đầy năng lượng. Nhưng một khi đã qua tuổi 30, thức khuya một chút đã cảm thấy mệt mỏi khôn xiết. Với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người hiện đại và sự phát triển của đời sống vật chất đã đẩy nhanh quá trình già hóa, dân số lão hóa không phải ở tuổi tác mà là sức khỏe thể chất. Một khi bị bệnh, bạn sẽ biết rằng mọi công sức mình đã bỏ ra đều vô ích. Vì vậy, hãy duy trì lịch sinh hoạt hợp lý, tránh thức khuya, đảm bảo ngủ đủ giấc và tăng cường vận động, cơ thể sẽ tự nhiên khỏe hơn. Đừng đố kỵ, đừng tranh đấu, hãy tu dưỡng trái tim. Quỷ Cốc Tử nói rằng tất cả mọi người đều có những rào cản tinh thần theo cách này hay cách khác. Nền tảng của việc tu dưỡng tâm trí là loại bỏ chướng ngại tinh thần. Trong suốt quãng đời còn lại, trước tiên bạn phải học cách hòa giải với chính mình. Chúng ta cũng phải học cách tôn trọng và chấp nhận suy nghĩ khác biệt của người khác. Lão Tử còn nói, nước chẳng cần tranh đấu mà làm lợi cho vạn vật. Những người thực sự có thể sống thoải mái và tự do thường là những người không tranh đấu, không đôi co. Tuy nhiên, không cạnh tranh không có nghĩa là năng lực của bạn kém hơn người khác, mà đó là thái độ ứng xử với thế giới và cũng là biểu hiện của trí tuệ. Đừng tranh giành, hãy bình tĩnh giữ lấy đức hạnh, toán bồi dưỡng đức hạnh. Bạn có biết sự khác biệt cơ bản giữa một người thành công và một kẻ ngốc không? Quỷ Cốc Tử tin rằng một trong những lý do khiến người thành công có thể đạt được mục tiêu của mình vì họ biết dùng đạo đức để gây ấn tượng với người khác. Theo Quỷ Cốc Tử, nếu một người không có tư cách đạo đức cao thượng thì không khó đạt thành công và dĩ nhiên là không được người khác kính trọng. Thánh nhân trao dồi đức hạnh, con người thường nuôi dưỡng của cải. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.